sau 27 sau 30 mà vẫn chưa lấy vợ. Mỗi lần nghe câu đấy là anh lại thấy sợ. Vẫn chưa kiếm được cô nào cùng lớp vừa làm giấy tờ. Đẹp trai đào hoa nhiều duyên chưa thấy đâu. Bà nội bà có lấy vợ đi và trao tay ngay vài tỷ. Dây vàng tính vào cây chứ không tính bằng chỉ. Để Tết năm sau tập chất đội nó còn nhận lì xì. Mấy thằng bạn mày cùng xóm vợ nó đang để tì tì. Mẹ anh thì sợ con ế, mẹ kiếm vợ hộ con nhé. Mẹ hay đi chợ mỗi ngày mẹ rất kiếp một cô bé. Da trắng mặt xinh trung tình chăm chỉ. Bố nó mới được lấy bù đất và gia tài trăm tỷ. Từ họ hàng làng xóm đến bà con phố xa, ai cũng như kiểu muốn được nhìn thấy anh làm bố quá. Ai cũng hỏi người yêu đâu sao Tết không dắt về nhà. Chỉ cần web mà con chưa có là bắt đầu một bài ca. Không cần biết về ra ngoài đường mày làm gì rồi rồi rồi. Kệ về cả gì mày chỉ mới nổi nổi nổi. Vẫn phải quay về nhà cứ chân mày mỏi 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 mỏi. Đấy là lúc mày phải trả lời câu hỏi 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 hỏi. Lấy vợ, còn chờ gì nữa mà chờ lấy vợ. Con này là con bao giờ lấy vợ. Điên vậy.